Sau 8 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ có sự đồng sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện mà bức tranh nông thôn ở Hoài Nhơn trở nên khởi sắc, diện mạo khang trang sạch đẹp và đang phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019 này. Hoài Nhơn là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định, có vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng trọng điểm duyên hải miền Trung. Cách thành phố Quy Nhơn 85 km về phía bắc và thành phố Quảng Ngãi 90 km về phía nam, có 15 xã và 2 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên của huyện hơn 420 km2, với lợi thế có đường quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam chạy qua và chiều dài bờ biển 24 km. Huyện Hoài Nhơn có vị trí thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi và thương mại với các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là điều kiện quan trọng để huyện Hoài Nhơn khai thác và phát huy hiệu quả thế mạnh của các địa phương trong xây dựng và hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm, xuyên suốt của nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây là một cuộc cách mạng to lớn và lâu dài, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi sự ủng hộ và vào cuộc của toàn xã hội. Với ý nghĩa đó, năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chọn xã Hội Hương làm điểm để thực hiện chương trình này và huyện Hoài Nhơn cũng đã chính thức khởi động chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện đã tổ chức lễ phát động huyện Hoài Nhơn chung tay xây dựng nông thôn mới vào đầu năm 2012. Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Nhơn trong giai đoạn này còn nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp chưa phát triển mạnh, sản phẩm chưa phong phú, nông nghiệp, nông thôn quy hoạch chưa đồng bộ, kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước còn thiếu, môi trường có chỗ, có nơi còn bị ô nhiễm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chưa được cải thiện nhiều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 huyện Hoài Nhơn đã được thành lập và kiện toàn, hoạt động đúng quy định. Trên cơ sở được phân công phụ trách các tiêu chí, các thành viên ban chỉ đạo huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tập trung hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả theo kế hoạch chung của huyện, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tình hình tại các xã và kịp thời tham mưu ban chỉ đạo huyện, chỉ đạo các ngành hỗ trợ thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tam Quan Bắc là xã đầu tiên ở huyện Hoài Nhơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014, là một trong hai xã đầu tiên của tỉnh Bình Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Rút kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo và thực hiện tại xã điểm Tam Quan Bắc, từ năm 2015 đến năm 2018, mỗi năm huyện Hoài Nhơn hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu từ 2 đến 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã trong huyện khi phát động xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 5 trong số 19 tiêu chí. Song từ sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, các xã đều về đích nông thôn mới với 19 trên 19 tiêu chí đạt, góp phần quan trọng để huyện Hoài Nhơn đạt mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới thì so với trước đây thì đến giờ này thì đối với địa phương thì nó phát triển rất là nhiều mặt. Cái thứ nhất là về phần trường trạm, cái thứ hai là về giao thông
liên xã thì đã được thảm nhựa và bê tông giao thông nông thôn được tiến hành là hoàn thành. Xác định nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi của xây dựng nông thôn mới. Huyện Hoài Nhơn đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, coi trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao hiệu quả sản xuất bằng ưu tiên các mô hình sản xuất theo chuỗi, nông nghiệp, công nghệ cao, xây dựng thương hiệu, nhãn mác hàng hóa, đầu tư mở rộng ngành khai thác hải sản, thu hút và triển khai các dự án đầu tư lớn vào huyện nhà để tạo chuyển dịch lao động nông thôn và trở thành thị trường cho khu vực nông thôn phát triển. Đây được coi là giải pháp đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Song song với phát triển kinh tế, Hoài Nhơn xác định xây dựng nông thôn mới phải dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, làm giàu thêm các giá trị văn hóa làng xã, để từ đó tình làng nghĩa xóm ngày càng keo sơn gắn bó. Và cũng từ điều này mà chủ thể xây dựng nông thôn mới của người dân được phát huy một cách hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở đó, các ủy chính quyền huyện Hoài Nhơn đã xác định rõ bước đi và lộ trình thực hiện. Quá trình thực hiện, huyện chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các tổ chức cá nhân trong xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực nông thôn mới từ huyện đến xã đều là những cán bộ có năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng nắm bắt, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, nhất là từ cơ sở. Nhờ có sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện đạt 9 tiêu chí nông thôn mới. Thì theo chương trình đó là xây dựng cái nông thôn mới toàn huyện Hoài Nhơn đạt ra vào năm 2019, thì sau đó chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu để rồi xây dựng cái nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, thì để tập trung đạt được cái nông thôn mới nâng cao á, thì xã chúng tôi tập trung vào các cái nhóm tiêu chí mà hiện nay xã còn đang gặp nhiều cái khó khăn. Đó là chúng tôi tập trung xây dựng cái nhóm tiêu chí về cái lĩnh vực đó là phát triển kinh tế nông thôn để rồi tăng thu nhập cho cuộc sống người dân. Thì cái này là trong cái vấn đề phát triển kinh tế nông thôn á, thì chúng tôi tập trung xây dựng các cái mô hình sản xuất, các cái mô hình mà sản xuất có cái chuỗi liên kết sản xuất để đầu tăng cái thu nhập cho người dân và áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để đầu là nâng cao cái giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị. Tiêu chí đầu tiên của huyện là về quy hoạch. Huyện Hoài Nhơn đã có đồ án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện, tổng diện tích đất tự nhiên trên 42.000 ha. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại 4 trong năm 2019 và lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 các đô thị hạt nhân của huyện. Các đồ án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Quy hoạch chung xây dựng huyện Hoài Nhơn đến năm 2035 được lập đảm bảo các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng theo quy định của chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua 8 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, Hoài Nhơn đã huy động đầu tư tới gần 820 tỷ đồng cho xây dựng các tiêu chí từ xã đến huyện. Riêng nhân dân đóng góp gần 197 tỷ đồng. Song không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Đây chính là một trong những thành công lớn của huyện Hoài Nhơn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Việc sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới được huyện triển khai bảo đảm công khai, dân chủ và minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Về Hoài Nhơn hôm nay, chúng ta cảm nhận sự đổi thay mạnh mẽ diện mạo nông thôn ở vùng quê truyền thống anh hùng này. Từ các tuyến đường trục liên xã, liên thôn đến ngõ xóm được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, các xã đã xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông tại 15 trên 15 xã đều được bê tông hóa.
các tuyến đường quốc lộ 1A, tỉnh lộ DT629, DT630, DT638 và DT639 đều đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 và cấp 4 đồng bằng trở lên. 100% các tuyến đường do huyện quản lý, đảm bảo ô tô đi lại quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính của tất cả các xã trên địa bàn huyện. Hệ thống cầu cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù hợp với quy hoạch và cấp đường hiện trạng. Cùng với hệ thống giao thông, những năm qua huyện Hòa Nhơn cũng đã quan tâm đầu tư nâng cấp và xây mới hệ thống thủy lợi. Hiện trên địa bàn huyện có 18 hồ chứa nước với dung tích thiết kế hơn 22 triệu mét khối, có 30 đập dân, 20 trạm bơm đảm bảo tưới tiêu cho trên 15.000 hectare đất nông nghiệp hàng năm và đáp ứng nhu cầu dân sinh. Toàn huyện có hơn 330 km kênh mương được kiên cố hóa. Hệ thống điện phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn huyện Hòa Nhơn hiện có 450 trạm biến áp, 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống phân phối điện trên địa bàn được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục ở huyện Hòa Nhơn có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống y tế toàn huyện được củng cố và phát triển. Tỷ lệ bác sĩ 5 người trên 10.000 dân. Tỷ lệ giường bệnh đạt 19,35 giường trên 10.000 dân. Tỷ lệ cán bộ y tế đạt 28,1 người trên 10.000 dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được xây dựng mới và nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Huyện có bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân tại các huyện phía Bắc của tỉnh đã được đầu tư mở rộng. Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia, thực hiện công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý hoạt động trạm y tế 17 xã thị trấn trong huyện. Trung tâm được đầu tư xây mới giai đoạn 1 khu nhà 7 tầng và các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân liên tục được đầu tư. Trạm y tế các xã thị trấn được đầu tư xây dựng mới, tổng kinh phí thực hiện trên 262 tỷ đồng. Hệ thống giáo dục cấp trung học phổ thông được đầu tư và mở rộng. Toàn huyện có 6 trường trung học phổ thông, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 67%. Đặc biệt, số học sinh vào lớp 10 hệ công lập hàng năm luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Về văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã kết nối hoạt động thường xuyên với 15 trên 15 Trung tâm Văn hóa Thể thao xã và 135 trên 135 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, phục vụ tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng. Tích cực sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của huyện. Mỗi thôn, khối phố trên địa bàn huyện đều có một câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động có hiệu quả, tạo sân chơi bổ ích, là điểm sinh hoạt giao lưu cho bà con nhân dân. Huyện đã thành lập đội trống, đoàn nghệ thuật tuồng, đội dân ca bài chòi huyện Hòa Nhơn, thành lập 17 trên 17 câu lạc bộ hội đánh bài chòi cổ dân gian tại các xã thị trấn. Hệ thống truyền thanh tại các xã thị trấn được củng cố kiện toàn, từng bước hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ phủ sóng đạt 98%. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, cơ cấu kinh tế của huyện đã có chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã quy hoạch hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. Người dân đã chú trọng trang bị kiến thức và được hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất, đẩy mạnh sản xuất trên cánh đồng mẫu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông sản sạch nhằm nâng cao thu nhập.
đối với cây lúa, quy hoạch đến năm 2020, diện tích gieo trồng cả năm 14.000 ha. Trong đó, vùng sản xuất lúa giống 1.400 ha, sản xuất lúa chất lượng cao 400 ha. Hình thành và nhân rộng 65 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên tiến sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt với diện tích gần 2.980 ha dừa, năng suất khoảng 107 tạ 1 ha, sản lượng đạt trên 31.500 tấn. Huyện Hoài Nhơn đã xây dựng đề án phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế dừa Hoài Nhơn. Sản phẩm từ dừa là nguyên liệu chế biến nhiều loại sản phẩm đặc trưng của huyện như bánh tráng nước dừa, kẹo dừa, thảm sơ dừa, cước chỉ sơ dừa, dầu dừa. Trong đó có dầu dừa tinh khiết của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc An, được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt cấp quốc gia. Nổi bật, phát huy thế mạnh của địa phương là kinh tế biển, huyện Hoài Nhơn đã đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 18 CTHO của huyện ủy về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo giai đoạn 2016-2020. Toàn huyện có đội tàu hùng hậu gần 2.300 chiếc trên 1,1 triệu CV. Sản lượng đánh bắt hàng năm khoảng 50.000 tấn, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động trong toàn huyện. Cùng với đó là các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng phát triển theo. Toàn huyện có 56 cơ sở công ty thu mua, chế biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nước ngoài. Nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm phát triển mạnh với sản lượng hàng năm đạt trên 2.390 tấn. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu hút đầu tư, phát triển, mở rộng các khu cụm công nghiệp. Toàn huyện đã thành lập và quy hoạch chi tiết 10 cụm công nghiệp, thu hút 30 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Trong những năm gần đây, một số sản phẩm của ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh như may mặc, dăm gỗ xuất khẩu, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng. Nhờ vậy, đời sống và thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đạt trên 51 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Gần 94% lao động khu vực nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định. Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được nhiều nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp, hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, ưu đãi cho người có công, trợ giúp xã hội, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở địa phương. Với nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Các chính sách và giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn quan tâm triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Hoài Nhơn cũng tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo đạt chuẩn. 100% các xã thị trấn đều có dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý đúng theo quy định. Tại các xã thị trấn đều thành lập tổ đội thu gom rác thải. Đến nay, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đạt hơn 85%. Các loại chất thải rắn công nghiệp, y tế, nông nghiệp, bao bì, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật đều được xử lý theo đúng quy định. Các cơ sở sản xuất, chế biến dịch vụ công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm cũng thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Không chỉ phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, mà tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hoài Nhơn cũng cơ bản ổn định, duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Huyện đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của huyện ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, triển khai thực hiện hiệu quả luật giáo dục quốc phòng an ninh,
thực hiện hiệu quả chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật, củng cố kiện toàn mô hình an ninh trật tự, nhân rộng mô hình camera an ninh tại các xã thị trấn, tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Có thể nhận thấy, điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hoài Nhơn chính là đã phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ đảng viên các cấp và người dân, tạo sức mạnh đoàn kết đóng góp thành quả xây dựng nông thôn mới, đã chuyển biến cơ bản tư duy, nhận thức của đa số người dân, cán bộ về xây dựng nông thôn mới. Không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, người dân đã nhận thức được xây dựng nông thôn mới là xây dựng đời sống mới cho chính mình. Mình là chủ thể, tự giác thực hiện. Từ đó người dân tự nguyện hiến đất, tài sản, tham gia đóng góp công sức xây dựng. Đây chính là yếu tố cơ bản để nông thôn mới thành công, bền vững. Căn cứ quyết định số 558 ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, huyện Hoài Nhơn có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 9 tiêu chí gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh, trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn theo quy định. Huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới là tiền đề để huyện tiến tới đạt chuẩn đô thị loại 4 và là thị xã Hoài Nhơn trong tương lai. Để duy trì và phát triển những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Nhơn tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa huyện Hoài Nhơn năng động phát triển đi lên.